Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Jennifer Phạm mang bầu 4 tháng sắp có thêm con trai. Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 thường mặc váy rộng để che đi vòng 2. Vài tháng qua, Jennifer Phạm ít tham gia các hoạt động giải trí để dành thời gian cho gia đình khi con trai Bảo Nam cùng mẹ đẻ và em gái về nước nghỉ hè. Khi tái xuất trong một event vào cuối tháng 7, hoa hậu mặc váy suông rộng, gương mặt bầu bĩnh hơn nên không ít người đặt nghi vấn cô đang mang thai. Tối ngày 7 tháng 8, khi làm giám khảo chung kết cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu tại Thanh Hóa, Jennifer cũng cố tình chọn bộ cánh rộng để che đi vòng 2 lùm xùm. Theo một nguồn tin, hoa hậu đang mang thai lần thứ 3 ở tháng thứ 4. Vợ chồng cô biết tin vui sau chuyến hành hương cùng bạn bè về Ấn Độ vào tháng 6. Thời gian đầu có bầu, cô bị ốm nghén, khá mệt mỏi nên không nhận lời dự sự kiện. Ông xã Đức Hải đã rất hạnh phúc khi biết tin Jennifer sắp sinh cho mình thêm một nhóc tì. Anh luôn ở bên chăm sóc và chiều chuộng vợ. Thành viên mới trong tổ ấm của vợ chồng doanh nhân Đức Hải, hoa hậu Jennifer là một bé trai. Dù vòng 2 ngày 1 lớn dần, nhưng cơ thể Jennifer Phạm chưa có sự thay đổi rõ rệt. Cô tăng cân vừa phải, thần thái và nhan sắc vẫn rất trẻ trung. Jennifer năm nay 31 tuổi, đã trải qua 2 lần sinh nở. Bảo Nam, con trai đầu lòng của cô đã 8 tuổi. Cậu bé là trái ngọt trong cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với ca sĩ Quang Dũng. Sau khi chia tay, bé Bảo Nam sống với bà ngoại tại Mỹ, còn Jennifer đi thêm bước nữa với doanh nhân Đức Hải và sinh cho anh một nàng công chúa đáng yêu. Bé Na, con gái của cặp đôi hiện đã hơn 3 tuổi, rất bụ bẫm và lanh lợi. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.